Đại sư giọng Tây nói: thai sanh ở biên địa cùng thể khác tên là một vấn đề. Nói biên địa cũng được, nói thai sanh cũng được, nói nghi thành cũng được, danh từ khác nhau nhưng cùng một sự việc. Lược luận nói, lại có một loại giảng sanh cõi nước an lạc. An lạc chính là thế giới cực lạc, không nhập tam bối. Tam bối cửa phẩm như là học sinh chánh thức, họ không nhập vào, họ cũng đến thế giới cực lạc. Giống như bây giờ đi học, họ là học dự thính, họ học lớp dự bị, chưa lên lớp 1, họ đến thế giới cực lạc là vào lớp dự bị. Người khác đến là học lớp 1, lớp 2, còn có lớp không theo thứ tự. Hạ phẩm giảng sanh là họ vào lớp 1. Không nhập vào tam bối trong vòng 500 tuổi. Quý vị xem, đều là nói 500 tuổi. Thường không thấy Phật, không nghe kinh pháp, không thấy Bồ Tát, thanh văn, thanh chúng. Không thấy tức là không có phước báo. Gọi nước an lạc gọi là biên địa. Ở thế giới cực lạc, tình hình này gọi là biên địa, cũng gọi là thai sanh, cũng gọi nó là thai sanh. Cho thì Đại sư giọng Tây tiếp nối tông chỉ của Đại sư Đàm Loan. Lược luận do Đại sư Đàm Loan trước tác. Lược luận lại nói biên địa ở đây nói là 500 tuổi, không thấy nghe được tam bảo, giống như nạn ở biên địa. Nạn của biên địa ở đây chính là thế giới chúng ta. Thế giới này, quý vị thì trong kinh Đức Phật thường nói, người chánh tín sanh vào Trung Quốc, người tà kiến sanh vào biên địa. Trung Quốc ở đây không phải là đất nước Trung Quốc. Phải hiểu rõ điều này. Trung Quốc trong kinh Phật nói, nơi có Phật Pháp gọi là Trung Quốc, nơi không có Phật Pháp gọi là biên địa. Chính là ý này. Ở trước chúng ta có học qua, nơi thúc đẩy phát triển Phật Pháp, nơi Phật Pháp giáo hóa gọi là Trung Quốc. Chúng ta thấy được ý nghĩa trong kinh này, không thể sai lầm được. Nơi nào có Phật Pháp thì nơi đó gọi là Trung Quốc, nơi không có Phật Pháp gọi là biên địa. Cho nên đây cũng là nạn của biên địa.